luôn liều chết bảo vệ con. Xưa kia ở Trung Quốc, có một trẻ con trò nọ tên là Chu Dự. Anh ta rất thích ăn các món có cá trê. Đặc biệt cũng có sở thích trong việc chế biến món ăn này. Một hôm, hai người bạn của Chu Dự đến viếng thăm nhà, còn mang theo món cá trê mà anh chàng rất thích. Nè, trong đây cậu đựng cái gì vậy hả? Cậu nhìn đi. Wow, là luôn hả? To ghê đó. Đúng vậy, mình biết Chu Huynh rất thích ăn nhất là món lươn. Mà tay nghề nấu lươn của Chu Huynh thì miễn chê luôn. Món cháo lươn Huynh nấu, mùi vị không thể nào mà chê được. Nếu nói vậy, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi đó. Hai vị mời vào, mời ngồi. Khi hai người bạn mang lương đến cho Chu Dự, chàng ta rất phấn khởi. Đích thân chàng ta tự tay trổ tài, đem số lương mà hai người bạn mang tới hầm thành một nồi cháo lương thơm ngon vô cùng. Chu Huynh, chúng tôi mang gì đến cho Huynh này? Là lương hả? Vẫn là Dương lão đệ rành sở thích của ta nhất. Hôm nay ta sẽ đích thân vào bếp nấu một nồi cháo lương cho hai vị thưởng thức. Xem ra hôm nay chúng ta thiệt là có lộc ăn mà. Sao vậy? Trực tiếp bỏ luôn vào nồi là xong rồi hả? Đúng vậy. Thả trực tiếp luôn sống vào nồi, sau đó đun lửa nhỏ, rồi từ từ tăng lửa mạnh dần lên. Nước trong nồi đang ấm, từ từ sẽ nóng dần lên nữa. Con lươn ở trong nồi không hề phát hiện ra sự thay đổi của nhiệt độ của nước, từ từ bị nấu chín. Dùng cách này để hầm lươn là để bỏ qua giai đoạn giết lươn. Con lươn không dễ dụa thì chất thịt của nó sẽ mềm mại và ngọt hơn, tự nhiên ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Thì ra là vậy. Chả trách món lương của Chu Huynh nấu ra mùi vị tuyệt hảo vô cùng, ra chính là nguyên nhân này. Đi, chúng ta đi uống trà. Đợi chút nữa lương chín là chúng ta được thưởng thức món cháo lương thượng hạng này rồi. Một lát sau, nồi cháo lương dần sôi sùng sục lên. Thơm quá. Khi Chu Dự dỡ nắp nồi lên, chàng ta phát hiện một hiện tượng lạ lùng. Hả? Đây, đây là chuyện gì vậy? Sao thế? Có gì đặc biệt hả? Các đệ nhìn con lươn kia kìa. Trong nồi, thân của con lươn có cái hình cong lên như là một hình vòng cung. Chỉ có phần đầu và đuôi ngập trong nước đang sôi. Con lươn uống cong mình, toàn bộ phần bụng đều cong gập hướng lên trên lộ khỏi mặt nước. Cho đến khi chết rồi, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế cong mình như thế không hạ xuống. Tư thế này của con lươn thật là đặc biệt quá. Này, cuối cùng là chuyện gì vậy? Chu Dự sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Lập tức vớt con lươn có hình thù kỳ lạ ra khỏi nồi. Sau đó lấy một con dao. Để ta mổ bụng con lươn này ra. Không biết sao nó lại bày ra cái tư thế này nữa chứ. Khi Chu Dự rạch bụng của con lươn ra, chàng hoàn toàn kinh ngạc, phát hiện bên trong bụng lươn chứa đầy trứng, nhiều không kể xiết được. Hả? Thì ra con lươn mẹ vì muốn bảo vệ bầy trứng trong bụng sẵn sàng nhận đầu và đuôi của nó vào nước sôi, đến chết cũng không đổi tư thế.
周瑜周瑜sau khi nhìn thấy cảnh này ngây người đứng chôn chân tại chỗ, lệ rơi như mưa, nghĩ đến Lương mà còn biết bỏ mạng bảo vệ con mình, còn bản thân Chu Dự sự hiếu dưỡng đối với mẹ vẫn còn thiếu sót. Ta Chu Dự xin thề với trời, từ đây trở đi không bao giờ ăn thịt Lương nữa. Từ đó về sau, Chu Dự quả thật không bao giờ ăn thịt Lương nữa. Chàng đối với mẹ mình lại càng cung kính và hiếu thuận bội phần. Hàng tháng chàng còn định kỳ phóng sanh để bảo vệ sự sống. Nam mô A Di Đà Phật.